Thì đấy là chúng ta đã giới thiệu qua về các cái đặc trưng về investor trên thị trường, đúng không ạ? Chúng ta có các bạn có thể nói chính là có hai loại, đúng không ạ? Cá nhân là individual, đúng không ạ? Thứ hai là institutional, là tổ chức. Tổ chức thì chúng ta có các loại như banks, insurance companies, mutual fund, ETF, best plan, thì đấy là các loại institutional. Thì đấy, ví dụ đây chính là các cái ông này thì chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta nói chính là các cái ông individual và institution. Khi mà họ thì là các cái khi mà họ gặp đến tập portfolio manager, nghĩa là người quản lý danh mục đầu tư, thì người quản lý danh mục đầu tư này có trách nhiệm gì ạ? Xây dựng một cái IPS, đúng không ạ? Đây chính là các cái bước của chúng ta trong thời điểm chúng ta để xây dựng một danh mục đầu tư và xây dựng một cái IPS cho tức là một cái investment policy statement cho khách hàng của chúng ta. Bước thứ nhất của chúng ta là gì ạ? Như hôm nay mình đã nói, đúng không ạ? Chúng ta phải xác định làm gì ạ? Return and risk tolerance của ông này. Tax, ông này có cái đặc trưng về risk như thế nào? Ông này là risk cao hay risk thấp, đúng không ạ? Return của ông ấy như thế nào? Cái yêu cầu về mặt return, bình khoa return của ông ấy là bao nhiêu? Cái yêu cầu về cái khoảng thời gian đầu tư của ông ấy dài thấp, time horizon là bao nhiêu, đúng không ạ? Ông ta có đặc trưng gì về tax không? Chẳng hạn như là ví dụ như là ông ta là một người mà có khoản tax lớn thì chúng ta phải sử dụng một cái khoản đầu tư lớn để mà chúng ta giảm cái tax của ông ta đi, đúng không ạ? Chúng ta không thể realize cái khắp thời gian liên tục được. Như vậy thì các khách hàng vận phải trả tax cực kỳ lớn, chúng ta phải có cách, đúng không ạ? Liquidity của mày là gì? Chúng ta có cần cái thanh khoản gì trong ngắn hạn? Chúng ta có cần tiền để mua nhà, mua cửa cho bản thân không? Ông ta có cái unique circumstances không? Tức là ông ta có yêu cầu đặc biệt không? Ví dụ như ông ta là một khách hàng mà không thích đầu tư vào những ngành gây ô nhiễm môi trường, công nghiệp nặng hay là sản xuất thuốc lá, đúng không ạ? Thì đấy là cái đặc trưng khách hàng chúng ta, thì chúng ta sẽ lên kế hoạch đặt đặc trưng của khách hàng này là thế này. Sau đó thì gì ạ? Chúng ta phải lập cả IPS như mình nói, đúng không ạ? Chúng ta sẽ kết hợp giữa gì ạ? Cái yêu cầu khách hàng và chúng ta gì ạ? Cái đặc trưng của thị trường hiện nay nó như thế nào? Cái asset class về các khoản đầu tư về gì ạ? Và các cái danh mục chúng ta phải sinh cao hay equity trên thị trường như nào, và chúng ta sẽ viết cái IPS để đưa ra được cái investment objective và constraint, tức là gì ạ? Tức là những cái gì ạ? Về mục tiêu đầu tư và những cái giới hạn của ông ta, tức là ông ta có những cái giới hạn gì về tax hay là những cái sự tiêu không, và ông ta có chúng ta phải xét được một cái benchmark cho ông ta, chẳng hạn ông ta yêu cầu là chúng tôi phải có một khoản return hàng năm vượt qua VN Index là 3% hay là một cái Upper 4 VN Index là 15%, ví dụ như vậy. Thì đấy chính là objective benchmark của chúng ta, và chúng ta phải update cái IPS như lúc nãy mình nói, đúng không ạ? Cái IPS này phải update liên at least là every year. Vì ví dụ chẳng hạn như ông ta có một khoản gì ạ, thắng lottery, đúng không ạ? Ông ta thắng số nhân cái asset base chúng ta tăng lên 1 tỷ đô, thì ví dụ như vậy chúng ta cũng phải gì ạ, chúng ta phải update lại cả IPS của chúng ta. Hoặc là ví dụ như ông ta có vợ có bị mất chẳng hạn, đúng không ạ? Hoặc là ông ta muốn gì ạ, có một cái khoản thừa kế cho con của mình, sau thì gì ạ, chúng ta update lại cả IPS cho ông ta. Và sau khi chúng ta có IPS rồi, chúng ta sẽ thực hiện cái execution. Execution chính là cái bước asset allocation như lúc nãy mình nói các bạn, đúng không ạ? Là việc chúng ta sẽ phân bổ danh mục cái khoản danh mục của chúng ta vào những loại tài sản nào. Chúng ta có rất nhiều loại, đúng không ạ? Chúng ta có equity, chúng ta có cổ phiếu, đúng không ạ? Chúng ta học trong cổ phiếu, đúng không ạ? Chúng ta có fixed income, học trong fixed income. Chúng ta có derivative, chúng ta học trong derivative, hoặc là real estate, chúng ta học trong alternative investment. Thì bạn có thể kết hợp phương pháp top down, tức là nhìn từ vĩ mô từ trên xuống, nhìn từ nền kinh tế này, xong xuống ngành này, xong xuống cổ phiếu này. Các bạn có thể sử dụng phương pháp bottom up, các bạn chỉ lựa chọn cổ phiếu thôi, các bạn bắt đầu từ cổ phiếu, các bạn lựa chọn lên trên ngành, các bạn quan tâm đến vĩ mô, các bạn kết hợp giữa hai phương pháp là top down, bottom up. Thì đấy là phương pháp là execution của chúng ta. Chẳng hạn như sau khi chúng ta thực hiện đó, chúng ta quyết định là phân bổ của 30% vào fixed income, 70% vào equity, ví dụ như vậy. Và sau đó thì chúng ta, như hôm nay mình đã nói với các bạn, đúng không ạ? Chúng ta phải có các bước feedback, tức là phương pháp các bước là monitor and rebalance. Và chúng ta thì nếu mà khi mà nhà đầu tư chúng ta thay đổi cái risk and return của họ, đúng không ạ? Thì chúng ta phải thực hiện cái phương pháp rebalance lại cái danh mục đầu tư chúng ta để phù hợp với cái yêu cầu về return và risk của cái nhà đầu tư này. Và gì ạ, chúng ta phải performance evaluation và reporting, đúng không ạ? Chúng ta phải đánh giá khoản đầu tư của chúng ta sẽ có gì ạ, có đáp ứng được cái nhu cầu về mặt return
của chúng ta không, đúng không? Ví dụ chúng bảo chúng ta là vừa chúng ta mỗi năm phải vượt finish 10% thì chúng ta phải đánh giá xem là chúng ta có thành công không, đúng không? Nếu mà thành công thì chúng ta sẽ bắt đầu ăn được phí, đúng không? Nếu chúng ta vượt cái nát họ yêu cầu chúng ta ăn được phí như thế nào, nếu không thì chúng ta sẽ phải nghỉ việc, đúng không? Họ sẽ thay đổi chúng ta, thay chúng ta thành người khác khả năng tốt hơn. Thì đấy là gì ạ? Đấy là gì ạ? Nhìn các bước nhìn chung của chúng ta trong việc chúng ta làm việc portfolio, hay là chung là chúng ta nhìn chung thì đây chính là cái tổng thể chúng ta CMA, đúng không? Từ cái bước chúng ta sẽ tiếp xúc với khách hàng, đánh giá khách hàng, việc chúng ta đánh giá các cái asset class, including equity, income, derivative, MRA, nghiệp CS như thế nào, và chúng ta sẽ lựa chọn cái asset allocation và phân bổ chúng ta, và chúng ta xây dựng một danh mục theo đường danh mục của chúng ta theo đường efficient frontier, đúng không? Hay là chúng ta phân bổ danh mục như thế nào đó theo cái đặc điểm, theo cái mục tiêu của chúng ta, chúng ta sẽ thực hiện đánh giá cái danh mục của chúng ta. Thì đấy nó cũng chính là những kiến thức của bạn khi bạn CMA, là toàn bộ bức tranh của bạn CMA, bạn học cái gì và để làm cái gì. Thì được, sau đây chúng ta sẽ bắt đầu sang cái loại đầu tư theo gì ạ? Đầu tư theo kiểu institution, tức là gì ạ? Pool investment chúng ta, tức là loại đầu tư theo hàng quỹ, dạng quỹ và dạng khác chúng ta.